Đây là bài 3 trong loạt bài nghe nói tiếng Trung giao tiếp dễ dàng 1 của hội quán Tam Thế. Đi sàn cửa, bài 3. Hãy chú ý luôn nói to và rõ trong cả quá trình học. Hãy để ý chỉnh sửa phát âm đúng theo người nói. Trước tiên hãy nhắc lại các từ ngữ sau bằng tiếng Trung. Xin chào, chào bạn. Ni hao. Chào anh, chào ngài với ý tôn trọng. Nín hảo. Mời vào. Chính chỉnh. Cảm ơn. Xie xie. Bây giờ hãy nghe và nhắc lại từ tiếng Trung. Nguyên văn là Hán ngữ. Hàn ngữ. Hàn. Hàn. Ngữ. Ngữ. Hàn ngữ. Hàn ngữ. Từ này thường dùng trong văn nói, ít dùng trong văn viết. Bây giờ hãy nghe và nhắc lại từ khó. Nán. Nán. Hãy nghe cách nói khó quá. Hǎo nán. Hǎo. Hǎo. Nán. Nán. Hǎo nán. Hǎo nán. Trong đó từ hǎo đã học trong ní hǎo, nín hǎo. Hãy nhắc lại khó quá. Cách nói này thường dùng để cảm thán. Hǎo nán. Hǎo nán. Tiếng Trung. Hàn ngữ. Hàn ngữ. Tiếng Trung khó quá. Hàn ngữ hǎo nán. Hàn ngữ hǎo nán. Hãy chú ý từ ngữ và từ nán là hai thanh ba đi liền nhau. Từ ngữ được đọc thành thanh hai. Hàn ngữ hǎo nán. Hàn ngữ hǎo nán. Bây giờ hãy nghe và nhắc lại từ để hỏi trong tiếng Trung với nghĩa không, à, vân vân. Ma. Ma. Khó không? Nán ma. Nán ma. Tốt không? Hǎo ma. Hǎo ma. Hãy nhắc lại tiếng Trung. Hàn ngữ. Hàn ngữ. Khó không? Nán ma. Nán ma. Tiếng Trung khó không? Hàn ngữ nán ma. Hàn ngữ nán ma. Tiếng Trung khó quá. Hàn ngữ hǎo nán. Hàn ngữ hǎo nán. Bây giờ là từ không. Bù. Bù. Không khó. Bù nán. Bù nán. Không tốt. Bù hǎo. Bù hǎo. Tiếng Trung. Hàn ngữ. Hàn ngữ. Không khó. Bù nán. Bù nán. Tiếng Trung không khó. Hàn ngữ bù nán. Hàn ngữ bù nán. Tiếng Trung khó không? Hàn ngữ nán ma. Hàn ngữ nán ma. Không khó. Bù nán. Bù nán. Tiếng Trung không khó.
Hài yu bù nán. Hài yu bù nán. Không, tiếng Trung không khó. Bù, hài yu bù nán. Bù, hài yu bù nán. Bây giờ hãy nghe và nhắc lại từ quá. Thải. Thải. Không quá. Bú thải. Bú thải. Ở đây chữ bù thanh 4 được đọc thành bú là thanh 2. Chữ bù khi đi trước một từ có thanh 4 giống như nó. Ví dụ bù thải sẽ đọc thành bú thải. Bú thải. Không khó lắm, nguyên văn là không quá khó. Bú thải nán. Bú thải nán. Hãy nhắc lại tiếng Trung. Hải yu. Không khó lắm. Bú thải nán. Bú thải nán. Tiếng Trung không khó lắm. Hải yu bú thải nán. Hải yu bú thải nán. Tiếng Trung khó không? Hải yu nán ma? Hải yu nán ma? Không khó lắm. Bú thải nán. Bú thải nán. Bài học này đến đây là hết. Hãy liên hệ với Hội quán Tam Thế qua Facebook hoặc qua số điện thoại 0977309925 để đăng ký học hoặc để mua trọn bộ các giáo trình của Hội quán nhé.